Thực hư, phương pháp xông mũi họng có thể phòng và điều trị COVID-19. Từ xa xưa, Đông y đã sử dụng xông hơi bằng các loại thảo dược có tinh dầu để điều trị bệnh cảm mạo, hay còn gọi là cảm lạnh thông thường. Việc này giúp làm giảm các triệu chứng như ngạt mũi, chảy mũi, làm người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn. Thực tế, đã có một vài nghiên cứu chứng minh rằng nhiệt độ cao trên 40 độ C có thể hạn chế được sự nhân lên của một số loại virus trên bề mặt vật cứng. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cụ thể trên virus SARS-CoV-2 và cũng chưa có nghiên cứu cụ thể trên người nhiễm SARS-CoV-2. Khi nhiễm bệnh thì virus nằm trong tế bào của cơ thể người là chủ yếu, chỉ có một lượng ít nằm ở dạng tự do ngoài tế bào. Vì thế muốn tiêu diệt virus thì phải tiêu diệt cả tế bào mang virus. Mà bản chất cơ thể con người được tạo nên từ các tế bào, việc tiêu diệt virus bằng cách này chính là làm hại chính cơ thể của mình. Do đó, dựa trên cơ sở khoa học thì việc xông hơi là không có tác dụng trong việc tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Theo bác sĩ Đỗ Duy Thanh, chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, người dân cần thật sự thận trọng và tuyệt đối không lạm dụng việc xông mũi họng, coi đó là phương pháp cứu cánh để phòng chống COVID-19. Lạm dụng phương pháp xông hơi có thể dẫn đến nguy cơ bị bỏng do nước nóng, bao gồm cả bỏng da và bỏng niêm mạc do hơi nước. Ngoài bỏng do nước tiếp xúc với da, thì hơi nước nóng cũng làm tổn thương niêm mạc đường hô hấp, làm mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Vô hình chung, có thể làm bệnh trở nên càng trầm trọng hơn. Bác sĩ Thanh khuyến cáo người dân không nên xông hơi khi đang sốt cao, do việc xông hơi có thể làm giãn nở lỗ chân lông, dễ gây mất nước và làm tăng nhiệt độ cơ thể khiến sốt trở nên càng trầm trọng. Việc trùng chăn xông hơi sau đó ra tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nhất là thời tiết lạnh như hiện nay, dễ gây sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc tụ tập cả gia đình xông hơi trong phòng kín còn làm tăng nồng độ virus, cùng với môi trường nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để virus sống ở môi trường bên ngoài lâu hơn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.